Xin chào, trong phim thì Khánh đóng nhân vật tên là Khánh, trùng tên với Khánh ở ngoài đời. Về nhân vật này thì cô ta sẽ bị rơi vào một cái cuộc phiêu lưu ngoài ý muốn. Và trong cái cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ đó thì xảy ra rất là nhiều tình huống cũng như là rất là nhiều câu chuyện. Và bên cạnh đó thì cô ta làm quen với một nhân vật mới, đó là nhân vật Trường do anh Johnny Chiến Sĩ đóng. Và một nhân vật Khánh rất thích đó là nhân vật bé An trong phim và do diễn viên Nhi bé Bơ đóng. Nhắc tới bé Bơ thôi là Khánh đã thấy cuồng rồi, bởi vì bé có một gương mặt rất là đáng yêu. Tuy là không hợp tác lắm trong quá trình quay phim nhưng mà không có giận bé được, bởi vì diễn viên Nhí mà lúc nào muốn làm việc thì làm việc chứ không có biết là khi nào mà hợp tác, khi nào muốn nghỉ ngơi. Có rất là nhiều kỷ niệm để Khánh nhớ khi mà Khánh tham gia bộ phim, nhưng mà phải nói là kỷ niệm mà Khánh không bao giờ quên, đó là lúc mà Khánh quay ở tỉnh, đó là ở Nha Trang, vào trong một bối cảnh là dòng suối, khi mà nhân vật Khánh và Trường lạc vào dòng suối để trốn nhóm người rượt đuổi, thì bối cảnh là Khánh bị xỉu thì rớt xuống suối. Đoàn phim rất là chu đáo, đã kiểm tra tận tình và có người nhảy xuống giùm Khánh luôn để coi là có cái gì nguy hiểm không, thì mọi thứ rất là ổn và mọi người an toàn. Nhưng mà khi đến Khánh quay á, thì Khánh rơi xuống suối thì hòn đá ngầm á nó trúng ngay cái bên hông của Khánh, và Khánh rớt xuống xuống thì phải nói là đau thấu trời xanh, phải nói là cảm giác nó khủng khiếp, nó đau liền chứ không phải là về rồi nó mới đau, đau tại chỗ và Khánh không cúi xuống được. Rồi quá trình những ngày sau thì rất là vất vả, di chuyển khó khăn, nằm xuống không được. Thế là ông xã Khánh phải thay Khánh làm tất cả cái việc vệ sinh cá nhân, rồi đỡ Khánh ngồi dậy và đỡ Khánh đứng lên. Phải nói là rất là đau, mà quay ở tỉnh thì cũng không có điều kiện nhiều để mà mình đi khám bệnh nữa. Nói chung là cái thời gian đó Khánh rất là sợ, Khánh sợ là tổn thương tới cái cuộc sống của mình. Nếu nhích vào bên trong chút xíu thì chắc chắn là bây giờ là Khánh không ngồi để nói chuyện với mọi người được, để mà chia sẻ những cái khó khăn vất vả khi mà làm phim. Chính vì vậy khi mà mình khỏe rồi thì mình mới thấy rằng là cái sức khỏe là vô cùng quan trọng, và mình đã có sức khỏe rồi thì mình sẽ có thời gian để mà mình giải trí. Và cái việc giải trí là gì, quý vị hãy đến rạp để xem bộ phim cùng với ekip chúng tôi nhé. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hồi xưa cô học nhạc là cô giáo dạy nhạc của cô bị chết hẳn. Hát gì ghê vậy? Anh giỏi hát đi. Để hát không? Con buông sinh đa tình. Nghe nè, con nó nghe nè, là thầy giáo dạy nhạc của anh đó chết chung với cô giáo dạy nhạc của tôi phải không? Anh hát y chang tôi về cuộc đời hơn tôi nữa.